Ngày 9 tháng 12, Ủy ban Nhân dân Bình Thuận cho biết đã chỉ đạo các sở ngành và địa phương liên quan giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại trại heo của xí nghiệp chăn nuôi heo Vissan Bình Thuận đóng ở xã Đông Hà, huyện Đức Linh. Theo đó, địa phương yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương nạo vét, xử lý lượng nước thải đang tù động tại mương nước phía ngoài tường rào của trại heo, đồng thời thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nội dung trong giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường. Đối với nước thải sau xử lý, doanh nghiệp phải thực hiện tuần hoàn tái sử dụng triệt để cho chăn nuôi, không được xả ra môi trường. Địa phương còn chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp trên. Các sở ngành tiếp tục nghiên cứu về vị trí của trại heo trên để phù hợp hơn so với quy định. Ngoài ra, Sở Tài nguyên Môi trường cùng Công an tỉnh Bình Thuận phải theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm của doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ đúng các nội dung yêu cầu tại báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, các quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện vi phạm, các đơn vị liên quan kiên quyết xử lý nghiêm và tham mưu các biện pháp chế tài theo quy định và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 12.